Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thường ngày thì những cái bữa ăn sáng mình sẽ ăn bún, ăn phở, ăn cháo, ăn nhiều cái món khác. Nhưng mà hôm nay mình thay đổi khẩu vị, mình sẽ chuẩn bị một bữa ăn sáng thật là đơn giản nhưng mà cũng đầy đủ chất dinh dưỡng, mà hơi lạ so với những bữa sáng khác thường ngày. Mời các bạn cùng theo dõi mình. Để làm món này thì buổi tối này, trước khi đi ngủ, mình múc vào trong tô làm 3 thìa ăn canh yến mạch, một hộp sữa chua, tiếp tục thì mình bỏ vào đây sữa tươi không đường á các bạn. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt thì vẫn bỏ sữa tươi có đường cũng được nha. Đã, mình bỏ vào đó khoảng 100ml thôi, một nửa bịch thôi các bạn. Trộn đều lên. Mình trộn đều. Rồi, mình mang cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nghe các bạn. Sáng mai ngủ dậy mình lấy ra. Rồi, mình thích quá nên mình quay nè các bạn. Đó. Nhà mà ở ngay góc đường đó. Nhà ngay góc tư đường. Mà có trồng những cái cây gì mà nó mọc dây. Che nắng đẹp ghê luôn á. Mỗi lần uống ngồi uống cà phê ở đối diện á là mình mê. Nhà lãng mạn không? Đây, bữa sáng của mình đây. Đó, mình để qua tem vô tủ lạnh. Các bạn thích ăn cái gì thì bỏ thêm vào nha. Mình đi cắm ít nha khô nè. Đó, đậu phộng rang. Một cái món đặc biệt vô cùng, mè rang này. Đó. Đây, và cuối cùng là một quả chuối. Chuối mà để ăn món này thì mình lựa cái chuối chín nó ngon nha các bạn. Nó chín rục rục mềm mềm á, ăn chung rất là ngon, y như ăn sinh tố vậy á. Xong. Mình đã hoàn thành cái bữa sáng của mình á. Ăn với lại yến mạch, sữa chua, sữa tươi, đậu phộng, nho khô, mè rang và chuối chín. Đó, rất là ngon. Đây nha. Đậu phộng nó giòn, yến mạch, chuối, sữa và sữa chua béo bùi, ăn rất là ngon, lại thêm mùi mè rất là thơm và một ít nho khô, nó chua chua dai dai, ngon lắm các bạn. Chuẩn bị một bữa sáng với đầy đủ dinh dưỡng như thế này mà lại không tốn nhiều thời gian ăn thì ngon vô cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.